Chào toàn thể mọi người đang xem video trên kênh Bảy Chim Mr. Trí và cô nàng nhé. Hiện giờ thì cô nàng Mr. Trí đang ở trong một bụi rậm. Các bạn biết cái gì đây không? Đây là một tổ mịt con các bạn. Hôm nay thì cô nàng Mr. Trí sẽ ghi hình, sẽ tìm hiểu về loài chim mịt này, xem con bố mẹ của nó đúc mồi và bảo vệ con của nó như thế nào nha các bạn. Đây các bạn. Thấy chưa nè. Đây là con chim mịt con này các bạn. Tổ này có 2 con. Nhìn anh ta rất là mén. Ngầu. Đúng rồi. Tóc các bạn ha, cái tóc ngầu. Đúng rồi. Anh này móc lai trắng rồi. Bắt 2 con đây gom, cho coi cho rõ gom. Đây các bạn nè, đây là 2 con mịt con này. Đấy các bạn xem, đây 2 con. Đây 2 con này khoảng 10 ngày tuổi rồi các bạn. Đây các bạn thấy không? Tóc tai rồi rất là vip. Chưa đâu, tuần tuổi. Rồi ok, giờ các bạn cùng theo dõi ha, xem chim bố mẹ nó cho con nó ăn những thứ gì, có phải là rắn rít rồi cóc nhái được không nghe các bạn.